Diva gốc Á Coco Lee qua đời ở tuổi 48 do tự sát. Việc nữ ca sĩ Coco Lee lựa chọn kết thúc cuộc sống ngay trước thềm kỷ niệm 30 năm sự nghiệp khiến người hâm mộ bị sốc nặng. Vào tối ngày 5 tháng 7, người hâm mộ toàn cầu bàng hoàng trước tin tức nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hồng Kông, Trung Quốc Coco Lee đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 48. Trong bài đăng trên mạng xã hội do chị ruột Nancy Lee chia sẻ, cô cho biết em gái mình đã cố tự sát vào ngày Chủ nhật và dù gia đình đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi với nỗi buồn vô hạn. Tôi thay mặt gia đình ở đây để thông báo một tin buồn nhất. Coco Lee đã mắc bệnh trầm cảm nhiều năm nay nhưng tình trạng của em ấy xấu đi nghiêm trọng trong vài tháng qua. Mặc dù Coco đã tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia và cố gắng hết sức để chống lại chứng trầm cảm, nhưng thật đáng buồn là em ấy đã không thể vượt qua. Em gái tôi đã cố tự sát vào ngày Chủ nhật vừa qua. Bất chấp những nỗ lực của đội ngũ bệnh viện để giải cứu và điều trị với mong muốn đưa em ấy ra khỏi tình trạng hôn mê sâu, nhưng cuối cùng em ấy đã qua đời vào hôm nay, 5 tháng 7. Coco Lee tên thật là Lý Văn, sinh năm 1975 tại Hồng Kông, Trung Quốc và là em út trong một gia đình có ba chị em gái. Mồ côi cha từ trước khi ra đời, đến năm 9 tuổi, mẹ cô đưa cả ba chị em sang sinh sống tại San Francisco. Vào năm 1993, khi quay về Hồng Kông, cô tham gia chương trình New Talent Singing Award và giành ngôi Á quân, chính thức mở ra con đường sự nghiệp ca hát vô cùng rực rỡ khi ký hợp đồng với một công ty quản lý. Ngôi sao nữ lần đầu tiên bùng nổ trên sân khấu khi chỉ mới 19 tuổi thông qua album đầu tay, quyến rũ người hâm mộ bằng giọng hát nội lực, những bước nhảy uyển chuyển và hình ảnh năng động. Quãng giọng rộng đầy ấn tượng đã mang lại cho cô danh tiếng là Mariah Carey của châu Á.